đậu hũ á, đậu khuôn. Thì đậu khuôn mình bán bao nhiêu chục á chị? Cái nào? 27.000 một chục. 27.000. Có chiên rồi nữa. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh lại được gặp quý vị và các bạn ở một video tiếp theo. Em đang di chuyển từ Đà Lạt xuống đèo Prenn để về với huyện Đức Trọng quý vị. Trên cung đường đèo vào buổi chiều hôm nay, bầu trời trong xanh và nắng ấm và còn rất là đẹp nữa. Đi dưới những bóng cây như thế này rất là mát luôn quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đà Lạt hôm nay là buổi chiều ngày 23 tháng 3 năm 2022. Bây giờ tầm khoảng hơn 15 giờ chiều. Hôm nay thì em xin đưa quý vị và các bạn đi đổi gió một bữa và chúng ta sẽ đi về khu vực chợ Phi Nôm để cập nhật tình hình bà con mình buôn bán tại chợ Phi Nôm như thế nào quý vị. Và cũng có nhiều cô bác anh chị và các bạn đã lâu rồi không có dịp về thăm lại chợ Phi Nôm vì một lý do gì đó cũng không về được. Hy vọng là thông qua video clip này quý vị và các bạn sẽ bớt nhớ về quê hương hơn, đặc biệt là khu vực chợ Phi Nôm này. Em cũng kính chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều an lành và thật là nhiều niềm vui. Trước đó, cung đèo Prenn này chưa có hệ thống đèn chiếu sáng, đi vào tầm giờ nhá nhem, khoảng 6 giờ là cái thời gian bắt đầu chập choạng là cảm thấy là ớn lạnh nổi da gà luôn á quý vị. Cung đèo Prenn này chính thức vào tháng 6 sẽ bắt đầu khởi công mở rộng cung đèo này ra trong sự tiếc nuối của rất là nhiều người. Nhưng mà cũng về mặt giao thông á, thì nó cũng đem lại rất là nhiều cái lợi, đó là đỡ tai nạn hơn. Em đang đứng ngay ngõ cây xoài. Trước khi đi vào chợ Phi Nôm thì em sẽ ghé qua một con hẻm nhỏ vào một cái khu xóm để chia sẻ đến quý vị và các bạn tình hình bà con mình sinh sống cảnh nông thôn ở ngoài ô như thế nào. Vị trí mà em đang đi cách chợ Phi Nôm tầm khoảng 5 km nữa thôi. Quý vị và các bạn thấy hoa giả quỳ mùa này vẫn còn nở ở khu vực Định An nè. Khu vực này nó nóng hơn ở Đà Lạt quý vị, thành ra thì hoa quỳ vẫn còn và nở rất là muộn, đặc biệt là nở nhiều hơn ở Đà Lạt luôn á. Khu vực gần sân bay Liên Khương vừa rồi em thấy là nở nguyên một cánh đồng luôn. Khu này bà con chủ yếu là làm nông nghiệp, trồng những các giống cây rau màu ngắn ngày để mà có thu nhập. Ngoài ra một số bà con cô bác còn đi làm công nhân tại các khu nhà máy, khu công nghiệp lớn. Ở khu vực Đức Trọng thì rất là nhiều các cái khu vực khu công nghiệp cũng như là nhà máy cơ khí. Quý vị và các bạn thấy khu này vẫn chưa có phát triển gì nhiều quý vị ha, những căn nhà sập xệ của bà con nông dân nằm dọc theo mé bên dưới thì có những cái khu vườn đang trồng những cây lơ cũng như là những cây hành. Đặc biệt là khu vực Định An á, đó là thủ phủ của một loại bông, đó là loại bông lây ơn. Và quý vị và các bạn, đây là khu vực chợ Phi Nôm rồi. Bây giờ em sẽ ghé vào chợ Phi Nôm để quý vị và các bạn cập nhật tình hình bà con ở chợ Phi Nôm buôn bán như thế nào nha. Xã Hiệp Thạnh hiện nay gồm có 5 thôn.
đó là thôn Phi Nôm, Quảng Hiệp, Bắc Hội, Phú Thạnh và Bồng Lai. Và đông dân nhất chính là khu vực thôn Phi Nôm này quý vị. Chợ Phi Nôm thì nằm ngay ngã ba với quốc lộ 20 và quốc lộ 27. Đây là khu vực đông đúc người dân qua lại, thành thử là việc buôn bán rất là thuận lợi. Thôn Phi Nôm cũng có rất là nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số Cờ Ho ở quanh khu vực đây. Trước đây sinh sống bằng nghề làm nông, trồng cà phê và trồng rau quý vị. Tuy nhiên những năm gần đây, hơn nửa số hộ trong thôn đã chuyển dần sang mua bán, kinh doanh dọc theo tuyến quốc lộ, đặc biệt là tại khu vực chợ Phi Nôm này. Đậu hũ, đậu khuôn. Thì đậu khuôn mình bán bao nhiêu chục quá chị? Thế nào? 27 ngàn một chục. 27 ngàn. Có chiên rồi nữa. Đây là ngôi chợ lớn thứ nhì của huyện Đức Trọng, đứng sau chợ Liên Nghĩa ở trung tâm huyện thôi. Theo ước tính, quanh khu vực ngã ba này có khoảng hơn 400 hộ kinh doanh ở trong chợ. Còn xung quanh thì khoảng 200 hộ buôn bán. Nhìn chung, chợ Phi Nôm cũng là một ngôi chợ huyện nhỏ thôi. Đa số các mặt hàng ở đây đều có giá rất là bình dân, bởi vì ở đây mức sống của người dân rất là thấp quý vị. Đặc biệt là thu nhập thấp á. Khi mà chúng ta đi vào chợ Đức Trọng ăn một đĩa cơm bây giờ vẫn còn giá 20-25 ngàn, rẻ hơn so với ở Đà Lạt rất là nhiều, cũng như là chất lượng nữa. Về khu chợ này em quan sát thấy được là những cái khu bán quần áo thì nằm ở phía giữa, còn phía sau thì bán thịt cá, các mặt hàng tươi sống, còn bên tay trái thì bông hoa, bên tay phải thì bán các mặt hàng đồ khô. Ở đây người ta bố trí rất là hài hòa và hợp lý. Nhiều khi mình không quen quý vị, đi bên này bên kia nó cũng tùm lum hết chân. Nhiều bà con cô bác mình quen với khu chợ này rồi thì khi mà đi mua thứ gì đó là người ta sẽ biết đi vào khu vực nào rồi. Còn chợ Phi Nôm thì thỉnh thoảng em cũng ghé tới đây để mà mua đồ khi mà đi từ Đức Trọng về. Mình chưa đi bên kia không?
cây. Ở bên đường đó là con đường quốc lộ 27, chúng ta sẽ đi về Đơn Dương rồi đèo Đà Răng, sau đó sẽ đi về với các tỉnh ven biển như là Phan Rang, Ninh Thuận. Còn ở phía trên đó là cây xăng, em nhớ là ngày xưa là có những chiếc xe dù á quý vị, thường là chở khách rất là nhiều, đi lên đến cây xăng Phi Nôm này rồi thì xe dừng ở đây cho du khách nghỉ ngơi uống nước rồi cũng như là nghỉ mệt á, để mà bơm xăng dầu tiếp tục leo đèo Pren để đi lên Đà Lạt. Cảm giác lúc đó rất là sợ luôn quý vị, vừa đi xe dù vừa bị mệt vừa bị say nữa, nhiều cô bác anh chị phải dừng lại để mà nghỉ ngơi. Đó là một trong những cái kỷ niệm về những chuyến xe đò mà cách đây mười mấy năm trước. Còn ở đây là chùa Nguyên Không và Cô Nhi Viện Lục Hòa, nằm ở khu vực Định An quý vị. Ở đây thì nằm cách trung tâm Đà Lạt gần 15 km, ở mé bên tay trái chúng ta đi xuống, bên phải chúng ta đi lên, ở khu vực đồi là nơi cưu mang những mảnh đời bất hạnh với tấm lòng từ bi. Hiện nay thì có rất là nhiều trẻ em ở đây đang sinh hoạt. Khu vực cô nhi viện này em biết thì sơ khởi xuất phát từ chùa Niết Bàn Hương Sơn thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ năm 2006 đến giờ, và sư cô Thích Nữ Tâm Hạnh đã khai sơn và lập nên cô nhi viện này mang tên là Lục Hòa đó quý vị. Và đến đây thì em cũng xin tạm dừng video clip tại đây. Một lần nữa em kính chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều thật là bình an. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.